Xin kính chào quý vị và tất cả bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Và ngày hôm nay thì Quyết sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc xe Rus năm 2020. Thì Rus thì Quyết đã làm cho cách đây vài clip trước rồi, thì mọi người có thể xem lại, Quyết sẽ để đường link ở phía bên dưới. Tuy nhiên thì có một số khán giả có bảo Quyết rằng là tại sao Rus lại được ví với là chiếc MTV. Thực ra thì đối với xe Rus thì nó sẽ là tiệm cận đối với chiếc xe SUV, một dòng xe 7 chỗ gầm cao. Và mọi người đang bị nhầm ở chiếc xe đó khoác trên mình chiếc xe SUV. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bảng giá chi tiết và cũng như là chiếc xe này một cách nhận định, một cách chính xác hơn. Và trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng hãy ấn nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car để có thể nhận được những clip mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chiếc xe Rus năm 2020. Ở Rus thì người ta không chỉ thấy được sự tiện dụng như một chiếc xe gia đình mà còn là sự đa dụng ở một chiếc xe SUV thiết kế về kỹ thuật và tới sự an toàn. Rus được định hình ở phân khúc giá rẻ hơn Innova nhưng được Toyota phát triển như một chiếc xe SUV thay vì giống một người đàn em là Avanza như mọi người đã biết. Ở Rus thì chúng ta tìm thấy được một chiếc xe gầm cao hơn, kiểu dáng thể thao và chắc chắn, thanh lịch như một chiếc xe SUV. Nó thực sự khác biệt so với đối thủ, vẫn được thường đem ra so sánh như là Xpander, một đối thủ nằm trong top 10 chiếc xe bán chạy. Dễ dàng nhận thấy ra thì mọi người có thể nhìn thấy Rus là một trong những xe ẩn mình trong chiếc xe SUV cỡ nhỏ, sở hữu khoảng sáng gầm xe lên tới 220mm với góc thoát trước và sau tương đương với một xe thể thao đa dụng được hàng đầu. Đầu xe được thiết kế thể thao với đèn LED tự động và những đường gân cơ bắp ở trên nắp capo. Và mọi người có thể nhìn thấy được la răng ở chiếc xe SUV này nó rất là lớn. Và đặc biệt hơn nữa là nóc xe được trang bị thanh giá đỡ và anten vây gá. Ở phần hông xe mà cũng nhìn thấy được là chiếc xe được trang bị thêm chìa khóa thông minh Smart Key và đèn LED xi nhan trên gương giúp cho việc quan sát dễ dàng hơn. Ở phía trên thì chúng ta nhìn thấy được là thanh giá nóc được thiết kế rất đẹp mắt trên một chiếc xe như một chiếc xe SUV. Và anten đuôi cá mập. Với một chiếc xe mà lại được ví như là chiếc xe SUV nhưng ở trong mức giá cạnh tranh của MPV. Bên trong nội thất của Rus thì được thiết kế như những người đàn em, anh em của nó là SUV, với tính thực dụng đề cao và giữ phong cách thể thao và mạnh mẽ trong dòng xe đa dụng. Điểm nhất ở bên trong của xe phân khúc này thì mọi người thấy được rằng là màn hình lớn DVD 7 inch và dàn âm thanh loa 8 loa, hệ thống điều hòa tự động. Và hàng ghế thứ hai thì có thể gập gọn bằng một chạm. Đấy là một trong những cái ưu điểm rất là thực tế ở trong chiếc xe xe Rus 2020. Sức mạnh của xe Rus thì đến với động cơ xăng 1.5 lít cho công suất tối đa là 102 mã lực tại vòng tua là 6.300 vòng một phút. Với mô men xoắn tối đa là 134 Nm tại 4.200 vòng một phút. Với động cơ này thì không quá mạnh mẽ nhưng bù lại là ở đây chúng ta có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với dòng xe đa dụng cỡ trung như xe Rus. Tuy nhiên lại một điểm nữa mà chúng ta không thể không nhắc tới chiếc xe SUV đích thực khi nó sử dụng không gầm body frame tương tự như dòng xe thể thao đa dụng cỡ lớn hay bán tải được kết hợp dẫn động cầu sau. Mọi người xin nhược nhắc lại là dẫn động cầu sau mọi người nhé. Giúp cho cái việc mà chúng ta đi địa hình, các loại địa hình nó sẽ tốt hơn. Đây cũng là ưu điểm lớn của xe Rus so với các đối thủ cạnh tranh ở trong phân khúc với những khách hàng thật sự là cần một chiếc xe đa dụng. Sở hữu nhiều các công nghệ an toàn ở trong phân khúc. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái hệ thống an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Rus còn được trang bị thêm các hệ thống như là cân bằng điện tử VSC này, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HDAC, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ báo động, chìa khóa thông minh, cả khóa cửa trung tâm này và 6 thú khí được xếp vào là 5 sao ASEAN DECAP. Với tất cả những tính năng đó thì chúng ta còn được sở hữu thêm là kiểm soát lực kéo là một lợi thế vô cùng quan trọng ở trong một chiếc xe ở dẫn động cầu sau, giúp chiếc xe Rus vượt địa hình tốt hơn, leo đèo dốc tốt hơn. Ngoài ra thì được trang bị 6 túi khí sẽ bảo vệ người an toàn phía trước, bên hông, hành khách, ghế sau tốt hơn so với các phân khúc chỉ được trang bị 2 túi khí như mọi người biết trên chiếc xe Xpander.
Có thể nói thì Rus là được đưa vào khung khúc MPV là một thiệt thòi cho chiếc xe xe này, nói thật là như vậy. Bởi những gì mà Toyota phát triển nó giống một chiếc xe SUV, một chiếc xe 7 chỗ cỡ lớn. Ở Rus chúng ta thấy được một chiếc xe thực dụng 7 chỗ nhưng không kém phần thể thao. Nhờ dẫn động cầu sau, khung gầm cao và body frame, thiết kế này được cũng giống như chiếc SUV cỡ lớn, nó cơ bắp, mạnh mẽ và lịch sự. Khác biệt với những xe SUV truyền thống, nếu cần một chiếc xe đa dụng phải di chuyển nhiều, Rus là một lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ sở hữu nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lực phanh, địa hình tốt và chi phí vận hành thấp, dễ dàng bảo dưỡng và khắc phục sự cố bất cứ khi nào, làm nên thương hiệu của xe nhà Toyota rồi. Đấy là toàn bộ những ưu điểm mà một chiếc xe SUV thể thao mà Rus mang lại. Và mọi người thấy rằng Quyết vừa giới thiệu cho mọi người những cái ưu điểm mà một chiếc xe 7 chỗ mà mọi người đang bị nhầm lẫn rằng đánh đồng với một chiếc xe đa dụng. Nhưng thực tế ra nó là một chiếc xe SUV cỡ trung. Đó. Vậy thì nếu ai đang yêu thích một chiếc xe có thân hình của SUV nhưng bên trong lại là MPV ngồi thoải mái thì Rus là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và nếu ai đang quan tâm Rus thì chúng ta hãy liên hệ với đội ngũ HPK 0394046064 để được nhận báo giá. Và Quyết sẽ nói cho mọi người bảng giá lăn bánh của chiếc xe Rus năm 2020 tại thị trường Hà Nội. Đó chính là chiếc xe Rus được bán ra với giá là 668 triệu chưa bao gồm khuyến mãi. Vậy thì lăn bánh tại Hà Nội nó sẽ rơi vào đâu đó, chúng ta sẽ có thuế trước bạ 12%, tiền biển số là 20 triệu và một các số chi tiết khác như phí đăng kiểm nữa thì nó sẽ rơi vào đâu đó 775 triệu. Và nếu như các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh khác ngoài Hà Nội thì giá lăn bánh của nó chỉ rơi khoảng 745 triệu đồng mà thôi. Và chưa bao gồm khuyến mãi. Và nếu để mọi người biết thêm các khuyến mãi của một chiếc xe SUV chỉ có hơn 700 triệu thôi, chưa bao gồm khuyến mãi mọi người nhé. Và hiện tại thì Tô Thanh Xuân đang áp dụng nhất điều chương trình. Thì nếu mọi người đang quan tâm thì hãy gọi điện vào hotline 0394046064. Và hy vọng rằng clip ngày hôm nay Quyết có thể giới thiệu cho mọi người có thể nhìn bao quát nhất từ một chiếc xe SUV cỡ trung, đừng đánh đồng nó với một chiếc MPV. Và hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ giúp ích cho mọi người. Và mình là Quyết, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. We'll be right back.